Thank you.
vậy yêu cầu hát ca khúc mà quý vị yêu thích, chẳng hạn như là vừa năm ngoái thì Hữu đến đây thì quý vị rất là yêu thích ca khúc, những ca khúc mà Hữu đã liệt kê sẵn từ quý vị yêu cầu, đó là anh muốn chia tay phải không. Ở đây thì Hữu rất là vui khi mà đến đây thì được quý vị khán giả chuẩn bị sẵn cho mỗi những cái list bài hát, chẳng hạn quý vị yêu cầu những ca khúc đó từ chính Hữu hát chứ không phải là những ca khúc mà nhạc sư quý vị yêu thích nữa, và cho nên là ngày hôm nay Hữu sẽ hát hết mình với tất cả quý vị ngày hôm nay với ca khúc anh không muốn chia tay và em.
cũng sẽ hát một ca khúc nhạc nửa ca khúc nhạc pop ballad và nửa ca khúc nhạc sôi động. Và ca khúc này thì hát lên hữu nghị rằng quý vị cũng đã hình dung ra rồi. Lần đầu tiên Hồ đứng trước sân khấu và làm một cái live show cô bé Trung Hoa, trong đó có một ca khúc mà quý vị khán giả yêu thích rất là nhiều, ca khúc của mang tên Dòng Trong Tim. Xin mời quý vị cùng lắng nghe nhé. Cũng mong rằng là những ca khúc mà trước đó Hữu đã từng làm live show và ngày hôm nay cũng xem đây là một gia đình và gợi nhớ lại những kỷ niệm xưa ngày hôm nay. Thank you.
chia vui với ba người anh chị nhé.
Kim, chị Thảo, anh Cảnh và chị Hà. Xin chúc anh chị có một sinh nhật thật là vui vẻ và phát Oh,